Ole, xin chào mọi người quay trở lại với Wada Nohara and the Great Blue Sea. Chúng ta tiếp tục. Lúc trước thì mình vừa nói chuyện với cái con Tatsumiya kia về vấn đề nào đó. Tatsumiya. Hello. Em ơi. Em. Chào công chúa. Tôi đã inform rồi. Nó sẽ được sự giải thoát. What the fuck informer là gì? Nó có ổn không? Hứ. Chỉ có cô và cô ấy có thể mở được cái phong ấn đấy phải không? Công chúa. Đã tới thời lúc thời điểm sắp bắt đầu rồi. Có chuyện else. Nó sẽ ổn thôi. Với khoảng thời gian chúng ta có cái phép thuật đấy để lại chúng ta. Có nhiều ngày càng nhiều bí ẩn nhá, không ổn đâu. Fuck game. Nhiều bí ẩn quá không tốt sức khỏe đâu. Wada Nohara 3 chấm chấm. À, Samikichi có thể sẽ quay trở lại sớm. Ok, quay trở lại với người yêu mày đi. Ok. À, Samekichi. Chào anh. Anh đi thăm em à? Vui không? Samekichi. Hỏi chấm than. Cô đã quay trở lại ngay bây giờ rồi ạ? À? Đã quay trở lại rồi. Đúng thế. Tớ biết mà. Tớ đã ở đây thường xuyên phải không? Biết rồi tớ. Tớ hỏi trong thị trấn. Nếu mà cô không ở đây thì... Tại vì cô không ở đấy nên... tớ họ đã nói tớ đến đây. Cảm ơn cậu vì đã đến đây để nhìn thăm tớ. Ừ, đúng vậy. Hãy quay trở lại thôi. Đúng thế. My god. Một thế giới màu hồng. Why not chứ. Con này là con tôm đúng không? Còn con bên cạnh là con cá gì kia? Công chúa là con cá gì kia? Còn này con bên cạnh là con tôm gì kia? Tôm bình thường. Sao đang ngủ đây? Sao ngủ đây nhỉ? Sao ngủ trên giường? Này Wadora, không phải chúng ta nên đi à? À. Thật là đã là khoảng thời gian rất là dài, khoảng thời gian trôi dài ra rất là dài trôi qua khi mà mình đang suy nghĩ. Sao này ngủ đây nhỉ? Hay là nó ngồi đây suy nghĩ? Ok, chào anh. Có vẻ cậu như là đang ngủ, sao có vẻ như vậy? Tớ chỉ hơi bị mất phương hướng mà ok đi thôi đừng thế nha. Ừ, đi đâu bây giờ? Đi đâu ta? Ý nó là mình đi lên trên á. Ý nó bảo mình đi mạo hiểm á. Đúng rồi. Nhất là mình không bị lạc. Được thôi, hãy giữ chắc nhá. Thôi mà đi từ từ thôi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Sẽ phải hay sẽ trái? Không phải đường này, chắc chắn là thế. Đi trái à? Ok, ở trái. Buổi đêm nhìn biển nó cứ thơ mộng và... Thế, nhìn mấy cái... Nhìn biển nó như thế này, nhìn nó cứ ghê ghê nào ấy. Nếu gọi nhìn kỹ rồi ấy. Nó thấy nó ghê ghê ấy. Thề luôn. Thật là tuyệt vời, hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy. What? La 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 la. Ngao du bầy biển. Quác cho đây. Ô, đây đảo sao à, đẹp vãi. Thề buổi đêm nhìn đẹp vãi. Vi diệu vãi nồi. Ui. Mình đi qua bên này được không? Có chết không? Ok, hãy đi đến chỗ cây sao. Chỗ hoa quả sao á, ý bạn là hoa quả sao á. Hả? Ý bạn là cây hoa quả sao á. Cái cây mà ngay tập 1 mình đã tìm thấy rồi á. Rồi, đây nơi rồi. Tình cảm ra sao thế?
Ui, trăng vừa khít luôn kìa. Wow, trăng tròn thật là đẹp. Đúng vậy. Nó thực sự là đẹp, nó thực sự rất là... Nó luôn luôn như vậy, đẹp như vậy. Hả? Chuyện gì vậy Samekichi? Vậy thì... Đã một khoảng thời gian dài từ lúc tớ gặp cậu. Đúng vậy, đã có nhiều chuyện xảy ra. Tại sao lại tò mò về tất cả những việc xảy ra? Tại sao? Để xem nào. Ế. À, không, có vẻ như là nó không giống như là không có lý do gì cả. Tớ chỉ là không thể giải thích nó bằng từ ngữ được, tớ đoán vậy. Quá, tớ thật là không hiểu tại sao, nhưng mà lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ nghĩ rằng tớ muốn ở bên cạnh cậu. Nó có phải là sự thật, nó đến bây giờ vẫn là đúng vậy phải không? Là sự thật chứ. Tất nhiên rồi. Wow, thính to quá. Tớ cũng cảm giác giống như vậy. Thật ư? Tớ rất là vui mừng vì tớ đã gặp cậu Samikichi. Đúng thế. Và một cách nào đó tính đến thời điểm hiện tại thì hai đứa này hận nhau thì cái mức không thể chịu được. Tớ lúc đầu tớ nghĩ là cậu rất là đáng sợ lúc đáng rất là đáng sợ lỗi của tớ. Tớ rất là khá là thô lỗ, tớ biết mà. Wow, nó là vấn đề, nó cũng là một thứ khá là tốt về cậu. What the fuck? Wadanuara. Gửi qua. Qua. Tớ rất là vui mừng với cậu. Tớ cũng thế. Rất chào mừng cậu, hãy nhận lấy cái này. Hử? Quái gì vậy? Sáo à? Ồ, cái này là món quà kia. Ồ, món quà mà con này luôn trân trọng. Đúng thế. Cậu nói cậu muốn có một cái sáo phải không? Ồ, hóa ra portable là sáo à? Instrument. Mình không nghĩ là sáo. Samikichi. Cái gì? Tớ rất là hạnh phúc. Nghe thật là tuyệt vời, tớ thực sự. Tất nhiên rồi, tớ đã lấy nó chỉ vì cậu đấy. Sao cuối cùng bọn nó lại ghét nhau nhỉ, Samikichi? Đây là sáo hay là gì? Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó thật là tốt. Đẹp phải. Wadanora, vâng. Tớ thực sự yêu cậu. Ok. Tớ yêu cậu nữa nữa. Thật ư? Tất nhiên rồi. Mình không nghĩ là nó là theo đúng nghĩa đen đâu. Vậy thì Tatsumiya và Irena cậu yêu chúng họ chứ? Tất nhiên là tớ cũng thế. Biết ngay mà. Ý của này không phải tớ, ý của tớ là à, trời chồng. Ồ, quên đi. Tớ sẽ nói nó tốt hơn một lúc nào đó. Mình biết ngay là nó không hiểu mà. Thường chắc trường hợp là con trai không hiểu, nhưng đây trường hợp lại là con gái không hiểu. Samikichi, cảm ơn. Ừ. Khổ thằng bé. Ngưng làm bạn. No more thả thính. No more friend zone. Wait what? Cái gì? Đó là lý do mà tôi đã không thể tin. Cái gì cơ? Cô đã không làm một thứ. Wait what? Này á, sợ rồi đấy. Da Wada Wada à. Wada, cậu có ổn không? Quái gì vậy? Một giấc mơ. Wada Memoka. Nó là tớ, cậu đứng được không Wada? Quẩy, nó dọa mình hơi đau tim đấy. Vì bất ngờ quá, mình đang tưởng cái game này đang trong sáng, tự nhiên đỏ thế, kinh quá. Cậu đã thức tỉnh, Wadanohara. Tỉnh dậy đúng hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là câu hỏi tôi, chuyện gì đã xảy ra? Ở Vương quốc Tosusasa. Ô, Samekichi đâu? Anh ấy đưa cậu đến đây. Thế. Và hắn ta đã rời đi ngay sau đó. Bởi vì một thứ gì đó đã xuất hiện. Và... Cậu con trai là tôi đã đúng.
Chuyện gì là sao? Tại sao Sammy chưa giúp cậu? Có những con quỷ khắp mọi nơi, tất cả mọi chúng đều chống lại những kẻ đấy. Fukami và Dove nữa, Ô không, tớ phải đi. Cơ. What the fuck? Có ổn không? Panera, chuyện gì vậy? Tớ ổn thôi, đầu tớ chỉ hơi đau một chút. Có không ổn là tất cả phải không? Công chúa tôi đã có một giấc mơ về quá khứ, nhưng tôi chỉ không nhớ được khoảng thời gian đấy. Hóa ra tôi biết nếu mà điều này phải làm với cái đấy, nhưng mà có vẻ như là chắn nó hoàn toàn bị phá hủy. Cái gì? Không phải tôi đã không sửa nó ư? Không thể nào, cô thực sự đã sửa nó rồi mà, Vada. Tôi đã không biết tại sao mà nó lại bị như thế, nhưng mà tất cả các hòn đá đều bị phá vỡ đúng và đục cùng một lúc. Có chắc là Samekichi đã làm nó phải không? Tôi nghĩ là cô đã nhầm, Wada. Quái gì nhỉ? Tại sao tôi không thể nhớ? Nó rất là quan trọng. Tôi biết thứ tôi đã nhìn thấy anh ấy. Đầu tôi rất đau. Nó đau. Không, chỉ là nó không thể. Anh ấy đã không thể không? Không. Thở dốc. Đủ rồi, đừng ngó quá, cố quá. Kinh dị dần đều rồi. Đi thôi Memoka. Ế, chúng ta phải dừng vương quốc Totsuza vì biển chúng ta. Nhưng cậu ổn không Wada? Tớ ổn mà. Vậy thì công chúa sẽ ổn chứ? Đừng lo lắng, tôi có chiến binh ở xung quanh cung điện. Helika và Pumo đang ở bên ngoài, trong khi mà Tatsumiya và So và nên ở đang ở đây. Chúng tôi muốn cô bảo hộ lâu đài nữa. Vì thế, nhưng mà tôi lo lắng bởi những người khác. Vì thế, cô phải giữ chúng khỏi khỏi tấn công cái lâu đài này. Đã rõ. Anara, tôi tin tưởng cô. Đúng vậy, thưa điện hạ. Mình rồi sợ rồi đấy. Công chúa. Cái này có vẻ như là tên cái kia rồi. Không ổn. Mọi người đang ở đâu? Họ đang đánh nhau ở phía dưới thị trấn. Tôi nghĩ vậy. Ok, chúng ta đi đường cắt nào. Đường tắt nào, đi thôi. Yeah. Save đã. Đoạn này phải save rồi. Data 15 rồi. Kệ bà, data 15 chứ làm sao nữa. Bun bun. À, họ đã đến, chúng nó đến đây rồi, thật là có nhiều quá. À, nguyền rủa ngươi, bun bun. Holy shit. What the fuck is it? Sao đông thế? Quá thỏ. Đông thế sao chú không tấn công mình nhỉ? Fukami, Dofi, đấy ta chú đây không, ta không thể hành động bất cẩn. Nhưng đối thủ chúng ta là một con quỷ, đúng thế. Thật là buồn cười ha. Cuối cùng đã có cảm giác này một lần nữa. Chúng ta phải dừng cái này lại, đúng vậy. Bây giờ thì nếu mà ngươi muốn đánh ta thì nó sẽ Fukami, Dofe, Wadanohara. Mọi người đều, các cậu đều ổn cả chứ? Đúng vậy, tớ ổn, quan trọng hơn. Hử? Vơ? Wadanohara? Hả? Well, đó không phải là quá. Tại sao Wadanohara lại đây nhỉ? Giống như vậy cậy, giống như cậu vậy Vơ. Hai đứa quen nhau à? Ế, cậu biết cô ấy à, Wada? Đúng vậy. Tớ đã nói là tớ đã là bạn với một con quỷ phải không? Nhớ không? Bạn. boy. Vậy thì hóa ra đây là biển của Wadanohara. Vậy tôi đã làm nó rồi. Tôi nghĩ là tôi nên bỏ cuộc thôi. Chuyện gì vậy Wadanohara? Có phải là con quỷ này thuộc về vương quốc Totsuza không? Ế hứ. Không không, tôi chỉ là một kẻ đánh thuê thôi. Tôi đã nhận công việc này bởi vì nó có một cái giá rất là lớn. Ôi, thật tệ.
Thế vậy thì xin lỗi Bananara, tôi phải. Này vớ ở chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ, đã đến đây rồi à? Công chúa Totsusa. Không phải đó là phù thủy biển ư? Có vẻ như vậy, ha ha ha. Vậy thì thật là đặc nhiên về công chúa, bởi vì tôi chỉ muốn xẻ Uomi càng sớm càng tốt thôi. Ai cơ? Công chúa Totsusa ga, cô ở đây xa này rồi ư? Ồ không, chúng đang ngay đằng sau công chúa, chắc chắn là phải có hàng lá chắn xung quanh thị trấn và lâu đài cho trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà nếu mà vậy cô ấy tỉnh dậy khá là nhanh nhỉ, đúng là một người phù thủy tốt. Công chúa đã thoát ra bằng bản thân cô ấy, chắc chắn thật là tệ. 11k. Tôi đã đi đến đây với cha, tất nhiên rồi. Cha, vậy thì ông là vị vua của Totsusa? Tất nhiên là tôi là vậy, tôi là vị vua của Atamo. Nó không thể là đúng phải không? Không 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 không, ông không phải, chắc chắn là không phải như thế. Mika, ý cậu là gì? Tại sao lại không đúng? Bởi vì tôi đã đến vương quốc Totsusa trước đây, và vị vua của chúng phải là một con thỏ rất là lớn, phải đúng không nhỉ? Và tại sao bây giờ chó lại là một con thỏ bé tí như thế này? Thật là thô lỗ, thật là bất kính với cả điện hạ. Không không, điều đó có thể hiểu thôi, Hufuru. Tôi cảm thấy rất là mệt về cái việc giải thích này rồi, nhưng hứ không, tôi nghĩ tôi nên giải thích công chúa à. Cái quái gì nó phù thủy lạ mặt đã phù phép lên tôi như cô đã thấy, và cơ thể của tôi đã khác với ở trước đây cô nhìn thấy. Cái quái gì vậy? Mecha. Nếu vậy ở đó lý do tôi ghét phù thủy. Nó thật sự không tệ, nó không nó cho bây giờ thì nó tôi đã chịu đựng được với cô rồi. Mevoka đừng có kích động cô ấy. Vì vậy đó là lý do tại sao phù thủy thực sự không quan trọng, không quá cần thiết ở trong cuốn sách của tôi. Cái gì? Thôi thầy, sư thầy thì tôi rất là chào đón những thứ dễ dàng và vui tới những tinker and máy móc. Cha đủ chưa? Tất nhiên đủ rồi, xin lỗi xin lỗi. Ok đi thôi nào. Giống như là cô đã đợi công chúa Uomi. Tôi sẽ để phần việc còn lại dành cho cô. À quá cho anh, đã rõ. Chúng họ biến mất ư? Đến tới đã đến tới lâu đài rồi. Ops, không thể đèo để cô làm việc đó được. Vâng. Xin lỗi Adanra. Đây là công việc mà tôi đã nhận và nó luôn luôn thuộc về con đường của tôi. Không thể nào. Ok rồi các anh, đã tới lúc hành động rồi. Vun. À đợi đã. Vun vun. Mình lại một hit tất cả của nó. Mình xin đảm bảo đấy. Này, ví dụ như mình dùng magic này. Mình dùng cái Ancho này, mình dùng magic nha, mình dùng burn nha, mình dùng magic nha. Cái nó hit ô nhỉ? Không có. Ô thì bừa đi. Đó này mình hit ô nào. Này đi. Chết đâu. Ấy á, rồi sẽ bọn này đơn giản. Cái vấn đề bây giờ là cốt truyện nó càng ngày càng không đi về đâu cả. Mình cần một cái kết thúc chính thức để có thể tuyên bố là cái này game là kết thúc. Chết chết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thời gian để suy nghĩ đâu, hãy nhanh thôi. Đúng vậy. Ok, đã rõ. Lấy lâu đài nào. Tốt, có vẻ như là rào chắn quanh thị trấn có vẻ ổn. Có bao nhiêu lá chắn mà xung mà cái biển này có vậy? Có thứ gì đó đang tới. Nó đây rồi. Bun bun. What the phát thỏ. What the fuck, tôi đông thế. Yeah, nó có quá nhiều. Bun bun.
The fuck, sao đông thế, buôn. Ê, thực sự là quá nhiều buôn luôn. Ra đủ rồi, các ngươi về nhà đi buôn. Quan ra làm gì bây giờ?